các bạn có tin không đây là những video được tạo ra hoàn toàn từ ai với một câu rơm chúng ta bị chặn rồi nếu anh đi thì đừng bao giờ quay lại nữa Những video anh chị vừa xem á, mình tạo ra từ trong Veo 3, công cụ AI mới nhất của Google có khả năng tạo video kèm với âm thanh, kèm với lời nói, kèm với cả nhạc và những cái phần lời hát luôn anh chị. Rất là lợi hại á. chỉ cần một câu rơm duy nhất và chúng ta có thể làm được một cái video kiểu như vậy. Và trong video hôm nay Tuấn Sơn dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng công cụ Veo 3 này như thế nào cũng như là cách chúng ta đăng ký tài khoản như thế nào để chúng ta có thể có những tài khoản free để chúng ta trải nghiệm anh chị đầu tiên á, để mà chúng ta sử dụng veo ba nè thì chúng ta có thể sử dụng ở trên Google Gemini hoặc là ở trong Flow hết chị Flow là một trong những công cụ mới ra mắt của Google nó cho phép chúng ta tạo ra video từ trong đây luôn ha nếu mà anh chị sử dụng trong Gemini thì chúng ta cũng đăng nhập một tài khoản vào còn cách mà chúng ta có tài khoản để mà trải nghiệm như thế nào thì trong phần cuối video này mình sẽ nói cho anh chị biết ha thường á, thì mình sẽ sử dụng ở trong Flow bởi vì trong Flow á, nó có thể có nhiều cái tùy biến hơn ha chúng ta sẽ vào trang web của Flow, đường link mình sẽ để phần mô tả ha. Sau đó chúng ta chỉ cần đăng nhập tài khoản chúng ta vào đây. Khi mà anh chị đã đăng nhập vào Flow rồi á, nếu như ban đầu mà chúng ta chưa có sử dụng gì á thì ở đây nó chỉ có một chữ duy nhất là chữ New Reset ha. Còn nếu mà anh chị đã tạo ra những video trước đó rồi á thì nó sẽ hiển thị tới đây hết ta. Khi vào đây rồi á thì chúng ta sẽ thấy ở dưới này, anh chị sẽ thấy nè, có Test to Video, có Frame to Video và Ingredient to Video ha thì test to video tức là chúng ta sẽ gõ văn bản tạo ra video frame to video là từ hình ảnh tạo ra video ha còn iridian to video tức là nhiều hình ảnh kết hợp để thành video anh chị cũng khá đơn giản và dễ hiểu thôi ở phần tay phải khi chúng ta nhấp vào đây thì anh chị sẽ thấy là chúng ta có thể chọn ra bao nhiêu output tức là khi mà một lệnh thì nó sẽ tạo ra được bao nhiêu video ha từ 1 đến 4 video ha còn phần ở dưới là phần quality là phần quan trọng nhất anh chị fast là chúng ta có thể tạo ra mô hình v 2 nè quality là v 2 còn cái phần mà chất lượng cao nhất hiện tại là V3 nè V3 thì nó sẽ tạo kèm với lại phần âm thanh hết chị phần âm thanh này nó có thể bao gồm lời nói nè chị nhạc nền ha và rất là nhiều thứ khác ha ví dụ như mình sẽ chọn vào đây ở trong đây khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cần phải sử dụng tiếng Anh hết chị để mà sử dụng tiếng Anh thì cũng khá đơn giản hơn anh chị anh chỉ có thể gõ vào Google dịch ha và chúng ta sử dụng đó thì chúng ta đưa vào đây ví dụ ở đây là video đầu tiên mà mình làm về người phụ nữ mà đứng ra đây hát nè anh chị có thể xem thử nè I've been walking through the silence waiting for the night to sing me home anh chị sẽ thấy ha tức là với một cái câu rơm như thế này mình sẽ copy câu này lại cho anh chị xem anh chị sẽ thấy ở đây có phần rơm mô tả nè và cái lời bài hát nó như thế nào thì nó đều có thể hát cho chúng ta anh chị và thậm chí là lời bài hát này bằng tiếng Việt thì nó vẫn có thể hát cho chúng ta anh chị hiểu như thế này nè nội dung rơm là nó sẽ bằng tiếng Anh là phần chủ yếu còn lời thoại của nhân vật á, những cái lời thoại ngắn á, nó có thể ngắn khoảng một câu hai câu gì đấy thì anh chị có thể sử dụng tiếng việt ha và nó vẫn có thể nói được tiếng việt cho chúng ta ha ví dụ như trên đây là một cái lời thoại bằng tiếng việt anh chị có thể xem thử nè nếu anh đi thì đừng bao giờ quay lại nữa anh chị sẽ thấy ha ở đây á, là mình vẫn sử dụng một câu tiếng anh mình sẽ nhấp câu này cho anh chị xem và cái phần lời thoại của nhân vật á, thì nó vẫn có thể đọc được tiếng việt ha tất cả những câu rơm này mình sẽ để với phần comment anh chị để anh chị có thể tham khảo và anh chị viết như thế nào ha để chúng ta hiểu được còn nếu như anh chị chưa biết cách viết rơm thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng google dịch để chúng ta tạo ra những câu rơm anh chị nó rất là đơn giản thôi mình có thể tạo ra một video như thế này đúng không khi mà chúng ta đã tạo ra một video rồi thì anh chị hoàn toàn có thể tạo ra một video nữa liền kề với video này ha ví dụ như ở phân cảnh này là phân cảnh mà người phụ nữ đi đi theo nói là nếu anh đi thì đừng bao giờ quay lại nữa ha thì ở đây anh chị sẽ thấy có một cái dấu cộng và chúng ta có thể jump to và extend thì cái phần jump to này tức là nó sẽ chuyển tiếp một cái cảnh tiếp theo để nó tạo ra còn cái phần extend á tức là nó sẽ mở rộng cái video này ra anh chị thì nó khác nhau như thế nào khi mà chúng ta chọn vào jump to á thì anh chị có thể điền cái vrm ở dưới đây nè ví dụ như cái vrm mình á, là người đàn ông này sẽ quay lại và nói anh xin lỗi như lần này anh phải đi và chúng ta hoàn toàn có thể chọn cái phần output đầu ra là cái phần v3 hoặc là fast hoặc là quality anh chị và chúng ta chỉ cần enter là chúng ta có thể tạo được đó là phần zoom to anh chị tức là nó chuyển tiếp một cái cảnh tiếp theo còn phần extend á nếu như cũng là cái phần rom đó mà mình chọn vào setting là v 3 thì nó sẽ không thể tạo được anh chị anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái thông báo lỗi như thế này tức là chuyển sang một cái model khác để mà nó có thể phù hợp hơn như vậy á thì chúng ta có thể hiểu phần extend tức là nó mở rộng video ra thì nó sẽ không hoạt động được ở trên V3 này mà nó chỉ có thể hoạt động trên veo 2 thôi anh chị giả sử bây giờ mình sẽ chọn veo 2 mình chọn vào một là quality và mình bấm vào gửi lệnh đi nè thì anh chị sẽ thấy ha, cái phần extend chúng ta đã hoạt động được rồi thì chúng ta sẽ phân biệt được phần zoom tu tức là chuyển tiếp cái cảnh tiếp theo và extend là mở rộng cái khung hình ra nó sẽ khác nhau thế nào thưa chị còn về cái veo 2 và veo 3 thì nó khác nhau như thế nào veo 3 giống như là hồi nãy mình nói tạo ra video kèm với lời nói kèm với phần âm nhạc phần âm thanh tất cả mọi thứ ha còn phần veo 2 thì nó không thể tạo được như vậy với một cái câu rơm như hồi nãy chúng ta nói á, tức là câu rơm mà khi mà người đàn ông quay lại nói là anh xin lỗi như lần này anh phải đi á, tức là có lời thoại nhân vật nếu như anh chị chỉ sử dụng veo 2 tức là chúng ta chọn fast hoặc là quality á, thì nó sẽ không thể nào nó tạo ra phần lời thoại này mà chúng ta phải sử dụng ở v3 nhưng mà nếu sử dụng v3 thì chúng ta chỉ có thể sử dụng theo cái kiểu là râm tu thôi anh chị nó rất là dễ hiểu ha và chúng ta phải phân biệt được hai cái tính năng này để chúng ta có thể tạo ra những video nó xuyên suốt với nhau anh chị Ok ha, chúng ta đã có kết quả ha anh chị. Ở đây á là video mà mình đã jump to nè, tức là mình đã chuyển ra thành veo 3 nè, anh chị sẽ xem thử ha, chúng ta đã có kết quả như thế này. Anh xin lỗi. Nhưng lần này anh phải đi. Chúng ta sẽ xem video ha. Anh chúng ta thấy là có lời thoại của nhân vật, tức là câu thoại của nhân vật kèm với tiếng xe lửa chạy ha anh chị. Thì đấy là cái tác dụng của jump to khi mà chúng ta sử dụng veo 3. Còn nếu như chúng ta chỉ extend tức là chúng ta chỉ sử dụng veo 2 thì kết quả nó sẽ như thế này. Đây là kết quả khi mà chúng ta extend thôi anh chị, anh chị sẽ xem thử nè. Phân cảnh này là người phụ nữ chỉ nhìn theo chiếc xe lửa để mà chiếc xe lửa nó chạy khuất thôi anh chị, tức là nó tiếp theo của cảnh đó và không hề có âm thanh trong đây hết anh chị. Bởi vì veo 2 thì chưa có khả năng tạo ra âm thanh nên chúng ta phân biệt giữa extend và jump tu để chúng ta sử dụng ha còn việc mà sử dụng trong v 3 này cũng khá đơn giản thôi chúng ta chỉ cần sử dụng những câu rơm giống như hồi nãy mình nói á, sử dụng bằng tiếng Anh những lời thoại tiếng Việt á, thì chúng ta cũng có thể để vào đây nhưng mà nó ngắn ngắn thôi nó hoàn toàn có thể tạo ra video và những câu rơm này mình sẽ để phần mô tả để chị có thể xem được ha một số video khác mình cũng đã tạo và anh chị cũng có thể xem ở phần đầu video ha ví dụ như những video mà nó tạo ra dạng rap như thế này lớn lên giữa ngõ nhỏ mơ giấc mơ to giờ thì anh không cần phải cúi đầu nữa đây là một số video khá là hài hước anh chị, chúng ta có thể tạo trong đây Cơ bản là chúng ta có thể sử dụng và chúng ta tạo ra những video nào mà chúng ta mong muốn thôi Còn ở trong đây chúng ta cũng có thể tạo ra từ frame to video tức là chúng ta tạo từ hình ảnh sang video ha Và nó vẫn có âm thanh như thường nha anh chị Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn frame to video nè, mình sẽ copy thử một frame vào trong đây Đây là frame mà mình đã tạo rồi anh chị Và mình chọn vào hình ảnh ha, chúng ta bấm vào chỗ cộng nè, chúng ta chọn vào hình ảnh ha Prom này là mình sẽ tạo ra những cái tiếng xào xạc và những cái âm thanh cho cái khung hình này nè anh chị anh chị sẽ thấy ha và chúng ta chỉ cần bấm vào enter đây là một số kết quả anh chị anh chị sẽ thấy phần hình ảnh nó chuyển thành video như này tạo rất đẹp anh chị những cái phần di chuyển rất là mượt mà và nó kèm thêm cả phần âm thanh nữa chúng ta nữa thì nó rất là phù hợp chúng ta sử dụng ở trong v 3 này là một trong những phần cải tiến khá là nổi bật anh chị nó tạo ra nó kèm phần âm thanh và kèm phần lời nói của nhân vật này thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra phần video nó dễ dàng hơn khá là nhiều ha còn ví dụ như đây á là phần rơm mà mình đã đưa một hình ảnh bể bơi vào ha và mình cho một người xuống đây bơi ha anh chị sẽ xem thử ha tức là tương tác giữa một người không có thật và một hình bể bơi có thật ha, anh chị anh chị sẽ xem thử nè những video như này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng vào những cái việc mà chúng ta làm video quảng cáo nè hoặc là ứng dụng cho bất động sản nè ứng dụng cho những video về làm dạng nghỉ dưỡng anh chị rất là nhiều ứng dụng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng AI chúng ta tạo được hoặc là những video khác ví dụ như video như thế này là video một group người đang trò chuyện ha và họ nói chuyện như thế nào xem <laughs> Anh anh chị sẽ thấy à, khi mà giữa nhiều người á, một đám đông á, thì nói chuyện thì nó sẽ có những cái âm thanh bắt rau phía sau ha tiếng ồ ào của mọi người xung quanh và những tiếng của nhân vật chính nói chuyện anh chị nó trộn lẫn với nhau ha thì nó tạo ra video khá là hoàn chỉnh chúng ta nếu mà chúng ta tạo ra video mà không có âm thanh á, chúng ta tìm những âm thanh này chúng ta phải tìm những phần âm thanh này nó khá là chính xác nó cân đối vào đây đo âm lượng như thế nào để cho nó hợp lý nhất ha anh chị thì trong veo 3 này hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng được ha ngoài ra một tính năng khác ở trong veo 3 này anh chị đó là ingredient to video ha chúng ta hoàn toàn có thể bấm vào đây để chúng ta kết hợp nhiều cái hình ảnh với nhau để tạo thành một video ha ví dụ như ở đây mình sẽ có hai tấm hình anh chị sẽ thấy ha tấm hình đầu tiên là tấm hình của mình và tấm hình thứ hai là một căn phòng ha anh chị và mình sẽ rơ một cái câu như thế này tức là mình sẽ cho hình của mình bước vào cái căn phòng này chúng ta sẽ sử dụng tính năng là ingredient to video ha anh chị ở đây mình sẽ chọn là veo 3 nè anh chị sẽ thấy ha và chúng ta enter thì nó sẽ thông báo lỗi cho chúng ta tức là nó sẽ kêu chúng ta là chọn ra một cái model khác tức là hiện tại những hình ảnh kết hợp với nhau để tạo ra một video mới á, nó không cho phép sử dụng ở trong V3 anh chị chắc có lẽ là trong thời gian tới thì nó sẽ cho phép ha. còn hiện tại thì nó chỉ cho phép chúng ta sử dụng trong V2 thôi ha và đây là kết quả ha anh chị anh chị sẽ thấy ha nó đã đưa hình của mình vào đây tuy nhiên á, gương mặt của nhân vật bị biến đổi ha anh chị nó không giống như gương mặt của mình đâu nó tạo ra một cái nhân vật và nó sử dụng cái hình mà bắt á tức là hình cái căn bếp á, mà mình đã đưa vào á, nó cho nhân vật đứng ở đây ha nhưng mà nhân vật nó sẽ bị biến đổi ha anh chị tóm lại á, ở trong cái bản cập nhật veo 3 này á, thì chúng ta lưu ý những gì anh chị có thể sử dụng được trong flow hoặc là ở trong Germany nếu sử dụng trong Germany á, thì chúng ta sẽ không sử dụng được tính năng là extend cũng như là jump to tức là chuyển tiếp hoặc là mở rộng khung hình ra ha ở trong Gemini thì nó sử dụng một cách rất là đơn giản tức là chúng ta gõ câu lệnh tạo ra video đưa hình ảnh lên gõ câu lệnh tạo video và ở trong Gemini thì ông chị có thể sử dụng được tiếng Việt còn nếu như anh chị sử dụng ở trong flow nè thì chúng ta phải sử dụng tiếng Anh những câu thoại có thể sử dụng tiếng Việt nhưng mà nó đủ ngắn thôi anh chị và ở trong flow nè khi mà tạo video từ văn bản hoặc là từ hình ảnh ra xong á, thì anh chị sẽ có hai option thêm đó là extend hoặc là zoom to nếu như extend thì chúng ta chỉ có thể extend với model là v 2 tức là không có âm thanh còn jump to á, chúng ta có thể gõ câu lệnh và chúng ta yêu cầu nó tiếp thì nó sẽ tạo ra một cái phân cảnh tiếp theo và có thể sử dụng model v 3 tức là tạo ra âm thanh giống như bình thường anh chị rất là dễ hiểu ha còn cái tính năng mà ingredient to video này thì nó chỉ sử dụng được ở model v 2 tính tới thị hiện tại anh chị sau này có thể là nó sẽ sử dụng được veo 3 luôn và khi mà chúng ta sử dụng ingredient to video này những hình ảnh của người đưa vào á, thì nó sẽ bị biến đổi ha nó không có giống như người anh chị trang phục nó có thể giống nhưng mà hình ảnh con người á, gương mặt nó sẽ bị biến đổi ha đó là những tóm tắt rất là chi tiết về công cụ veo ba này một trong những công cụ ai tạo video rất là mới và rất là hot trên thị trường hiện tại mà anh chị hoàn toàn có thể sử dụng vào việc thương mại anh chị với chất lượng hiện tại thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng được ha như vậy bây giờ chúng ta làm sao để có tài khoản chúng ta sử dụng công cụ veo ba này đây là các gói ở trong google ai mà anh chị có thể sử dụng ha nó gồm có Google AI Pro và Google AI Ultra thì Google AI Pro á miễn phí tháng đầu tiên và tháng thứ hai trở đi á, đó là 19,99 đô anh chị tức là đâu đó khoảng 500 nghìn còn Google AI Ultra á, thì miễn phí cho 3 tháng đầu tiên mỗi tháng nó là 125 đô còn từ tháng thứ tư trở đi á, là 250 đô anh chị tức là khoảng 5 triệu một tháng ha thì hai gói này nó khác nhau như thế nào hiện tại á, gói Google AI Pro á, trước đây nó không cho phép chúng ta sử dụng V3 nhưng mà hiện tại mới đây họ đã cho phép chúng ta sử dụng có giới hạn V3 anh chị sẽ thấy là limited access to V3 ha tức là Google AI Pro chúng ta vẫn có thể sử dụng V3 ở thời điểm này còn Google AI Ultra thì đương nhiên chúng ta có thể sử dụng được rồi và chúng ta có thể sử dụng ở trong flow nè anh chị anh chị sẽ thấy đây ha chúng ta có thể sử dụng V3 ở trong flow và sử dụng AI Pro như vậy chúng ta có thể sử dụng bằng cách là chúng ta đăng ký một tài khoản thử và anh chị có thể sử dụng ha ví dụ như Google AI Pro anh chị có thể đăng ký một tài khoản dùng thử và hết tháng đầu tiên á, thì nó sẽ trả anh chị là 20 đô ha còn nếu mà anh chị chỉ muốn thử thì anh chị có thể sử dụng trong tháng đầu tiên sau đó chúng ta cancel gói nó đi ha bằng cách là nhấp vào start AI, ha đường link này á, mình sẽ để với phần mô tả ha để anh chị nhấp vào đó anh chị có thể đăng ký một tài khoản ha đấy anh chị khi mà chúng ta nhấp vào đây á, thì anh chị có thể bấm vào get Google AI Pro ha tháng đầu tiên thì nó sẽ miễn phí anh chị tháng thứ hai thì khoảng 500 nghìn ha bấm vào arena khi vào đây rồi thì anh chị sẽ điền cái thông tin thẻ visa của anh chị ha rất đơn giản ha chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được thẻ visa thì bây giờ anh chị có thể mở ha rất là đơn giản ở bất kỳ ngân hàng nào ha và mình cũng có một video mình nói về việc mà đăng ký cái tài khoản như thế nào anh chị có thể xem thêm phần mô tả ha khi mà chúng ta sử dụng rồi thì anh chị sẽ thấy là tháng tiếp theo á nó sẽ chạc cho chúng ta phí như thế này còn nếu mà anh chị muốn tháng tiếp theo không bị chạc á, tức là chúng ta chỉ muốn sử dụng thử một tháng đầu tiên á, thì anh chị có thể cancel bất kỳ lúc nào ha ví dụ hôm nay là ngày 27 tháng 5 ha thì chúng ta có thể cancel trước ngày 26 tháng 6 thì nó sẽ không có tính phí chúng ta đấy là cách mà chúng ta sử dụng tài khoản free anh chị còn nếu mà anh chị có điều kiện thì anh chị có thể sử dụng thử tài khoản Google AI Ultra hiện tại là 125 đô một tháng ha chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều và chúng ta sẽ sử dụng không có bị giới hạn ha với tài khoản Google AI Ultra như thế này á, anh chị sẽ thấy đây nè thì một tháng chúng ta sẽ có 12.600 Reddit anh chị và khi mà chúng ta tạo ở trong veo 3 một video 8 giây như vậy á, nó sẽ tốn 100 Reddit như vậy một tài khoản Google AI Ultra 125 đô đó chúng ta có thể tạo đâu đó 126 video anh chị cứ chia ra ha một video 8 giây như vậy á, nó đâu đó khoảng một đô anh chị chi phí cũng khá là cao á, nhưng mà thực tế là nó rất là chất lượng ha còn nếu mà anh chị thấy tên thông tin ở trên mạng á, mà họ hướng dẫn anh chị đăng ký một tài khoản V3 miễn phí một năm á, anh chị thực tế đó là sử dụng tài khoản của học sinh á, anh chị ở đây anh chị sẽ thấy một cái dòng xanh xanh tới đây là là google ai pro á, thì free cho những học sinh nào cho đến năm 2026 ha thì nó đến đâu đó tầm 30 tháng 6 2026 anh chị nhưng mà nó sẽ có những cái điều kiện thứ nhất á, là học sinh đó phải là những học sinh ở mỹ ha áp dụng ở mỹ và khi mà anh chị đăng ký rồi á thì anh chị buộc phải verify là anh chị đang là sinh viên của trường ở Mỹ anh chị tức là chúng ta phải có verify ha tức là chúng ta phải xác nhận ha thì việc mà đăng ký như thế này nó cũng khá rủi ro anh chị và mình cũng không khuyến khích anh chị đăng ký kiểu như thế này bởi vì sao khi mà anh chị đăng ký như thế này á thực tế là anh chị đang sử dụng trái phép ha chúng ta không có sử dụng được hợp pháp đâu anh chị kiểu như là gian lận một cái tài khoản như vậy ha bởi vì chúng ta thực tế đâu phải là sinh viên ở Mỹ đâu việc mà sử dụng như thế này thực tế là đang sử dụng trái phép ha và mình không khuyến khích việc này ha đương nhiên là anh chị cũng có thể may mắn đăng ký một tài khoản nhưng mà đến một thời điểm nào đấy một tháng hai tháng sau ha thì nó cũng sẽ bị lý tệ anh chị bởi vì anh chị không thể nào xác nhận được là anh chị là sinh viên ở một cái trường đại học hoặc là trường cao đẳng nào đó của Mỹ ha thì tài khoản của anh chị cũng biến mất thôi hơn nữa khi mà anh chị sử dụng như thế này á thì nếu mà càng nhiều người ở Việt Nam mà chúng ta càng sử dụng như thế này thì Google phát hiện thì họ sẽ có thể đưa Việt Nam vào danh sách đen hả anh chị có thể là danh sách hay gian lận và có thể là họ sẽ có những động thái mà giới hạn những IP từ Việt Nam sử dụng những cái tài khoản V3 hoặc là những tính năng mới thì đó là việc mà hoàn toàn có thể hả anh chị ở trong quá khứ á ví dụ như biết Sony ngày trước á, thì Việt Nam mình cũng hay sử dụng những cái trích kiểu như vậy hả anh chị nhưng mà thực tế mình không khuyến khích để mà anh chị làm như vậy ha anh chị có thể sử dụng một tài khoản Google AI như thế này miễn phí một tháng rồi chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian một tháng để chúng ta trải nghiệm và nếu như trong vòng một tháng đó anh chị trải nghiệm anh chị thấy là veo 3 này rất là tốt hoàn toàn có thể đáp ứng được công việc của anh chị thì anh chị cứ đăng ký một tài khoản chính chủ mình khuyến khích anh chị sử dụng một tài khoản chính chủ trực tiếp ở trên google ha không qua một bên nào hết anh chị để có thể đảm bảo được quyền lợi của chúng ta ha một tài khoản trong đây thì nó cũng đâu đó cũng 20 đô thôi anh chị chỉ có đâu đó khoảng 500 nghìn và anh chị có thể sử dụng được rất là nhiều tính năng ha chúng ta có thể sử dụng hợp pháp anh chị tránh những rủi ro về sau để chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thương mại ha thì đó là quan điểm và ý kiến của mình ha còn quyết định cuối cùng thì vẫn là của anh chị thôi ok anh chị đó là hướng dẫn của mình về google veo 3 một trong những công cụ tạo video rất là mới và rất là tốt hiện tại trên thị trường anh chị nếu anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé còn nếu như anh chị muốn học sâu hơn về AI chúng ta muốn học để mà chúng ta tạo ra những sản phẩm thương mại tạo ra những video để chúng ta có thể quảng cáo cho sản phẩm chúng ta thì anh chị có thể tham khảo khóa e-learning của mình ha trong khóa e-learning này mình chia sẻ rất là chi tiết anh chị tổng thời lượng đâu đó hiện tại hơn 32 tiếng đồng hồ rồi rất là nhiều kiến thức ha mình sẽ nói rất là chi tiết từ số 0 luôn từ về AI như thế nào về chatbot về hình ảnh về video về audio tất cả mọi thứ anh chị và kiến thức trong đây á là tích góp của mình từ trong 3 năm nay từ 2022 đến nay khi mà mình sử dụng AI anh chị rất là nhiều kiến thức và rất là nhiều chia sẻ thực tế anh chị chúng ta sẽ sử dụng thực tế chứ không phải là chỉ có phần lý thuyết ha ở trong đây á, chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ thực hành ngay lập tức để tạo ra được những sản phẩm anh chị ví dụ như đây là những cái case study nè là những cái phần đúc kết từ những cái phần video phía trước đó để chúng ta tạo ra những sản phẩm ha và đây là những kết quả mà chúng ta có thể tạo ha những dạng kết quả thôi và chúng ta có thể tạo ra vô số kết quả khác nhau anh chị thì đường link á, của khóa e learning nè mình sẽ để phần mô tả ha anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ha nếu như trong quá trình học á anh chị có những thắc mắc nào anh chị cũng có thể inbox cho mình hoặc là chúng ta cũng sẽ có một cộng đồng học viên hết chị để chúng ta có thể giải đáp thắc mắc và chúng ta học hỏi lẫn nhau tạo ra những sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn anh chị rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e này và chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề công sở bye bye anh chị